chúng ta lại quay trở lại với chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dear Tarot tâm sự cùng người lạ Tara. Và ngày hôm nay chúng ta lại ngồi đây cùng nhau trải một cái ván trải mà Dear rất là háo hức luôn. Thiệt mà tôi háo hức, nhưng mà cái chủ đề nó hơi ma quỷ, nó hơi ghê gớm á. Đó chính là con quỷ bên trong bạn. Thì để giải thích một chút xíu về cái topic này. Mỗi người trong chúng ta nó đều có cái thiện và có cái ác. Đúng là nhân chi sơ tính bổn thiện, tức là con người là luôn luôn là tốt, nhưng mà chỉ có thời gian khiến cho con người từ từ. Người ta nói là có người nói là thời gian làm tha hóa con người, nhưng cũng có người nói là thời gian làm rõ con người ra. Nhưng đối với đi á, bên trong con người luôn luôn có sẵn một cái tốt và một cái xấu. Nhưng cái xấu là để làm gì và cái tốt là để làm gì thì tùy vào mỗi người mà thôi. Ở đây đi sẽ muốn cho các bạn nhìn thấy con quỷ bên trong các bạn là cái gì, để từ đó các bạn có thể hiểu hơn về bản thân bạn, và các bạn có thể lý giải là vì sao trong một số vấn đề, trong một số cái cách phản ứng của cá nhân các bạn á, mọi thứ nó lại như thế. À ok, ở đây thì vẫn như thường lệ có 4 tụ bài, 1, 2, 3 và 4. Nếu mà các bạn thích nhiều tụ hơn một tụ, ví dụ như là bạn thích 2 tụ thì chọn cả 2, thích 3 tụ chọn cả 3. Còn cảm thấy là cả 4 tụ đều thu hút thì coi hết luôn 4 tụ. Còn nếu mà mình chưa thấy thu hút tụ nào thì không sao, cúp ngang liền cho đi, rồi một ngày nào đó rảnh rỗi mở lên coi lại, không sao hết chân nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đến với con quỷ đầu tiên. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Tụ bài số 1 với viên đá xanh xanh. Chúng ta để cái viên đá nó nằm ở đây, và hãy nhẹ nhàng lật ngửa lá bài con quỷ của bạn lên nè. Vâng, các bạn có một con quỷ tên là Frulast. Con quỷ Frulast này á, là một cái con quỷ khá là thú vị nha. Con quỷ này á, nó là một cái con quỷ khá là lớn. Ví dụ như là, bởi vì nếu mà bạn nào có nghiên cứu về demonology á, tức là quỷ học á, thì bạn thường biết là các những cái con quỷ nắm đầu người ta thường gọi là các đại công tước địa ngục. Thì đây là cũng là một trong những đại công tước địa ngục. Nó nắm giữ trong tay 26 quân đoàn quỷ dữ, và cái khả năng của nó chính là sự chia rẽ. Tức là những người nào mà có cái lá bài này thì đâu đó trong bạn á, có một cái tính cách của một kẻ chia rẽ người khác. Bởi vì bạn hay chia rẽ người khác bởi những lợi ích cá nhân. Trời ơi, nghe ghê chưa? Tức là đôi khi bạn không chủ động cho cái điều này đâu, nó chỉ là nằm ở trong cái tiềm thức của bạn. Nhưng khi bạn làm nó một cách rất là tự nhiên, hoặc là bạn nổi giận lên cái bạn làm theo cái cách đó, bạn nhiều khi bạn không suy nghĩ nhiều đó, hay kiểu vậy, thì đó mới chính là con quỷ của bạn. Đây, trời ơi hay quá. Rồi, đi sẽ hỏi là lý do tại sao cái con quỷ này lại ngự trị trong lòng của bạn nha. Lý do tại sao đầu tiên, bởi vì đầu tiên bạn là một kẻ rất cầu toàn và mưu cầu lợi ích cho bản thân rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng là một cái kẻ hay đi gieo rắc những cái bạn muốn lấy lòng. Nói là bạn rất là hay đi lấy lòng người khác. Bạn có một cái miệng rất dẻo và ngọt. Cái điểm chính là bạn muốn rằng á, bạn trong bất kỳ mối quan hệ nào thì những mối quan hệ đó đều phải có sự hỗ trợ cho bạn tiến thân được. Cái đó là cái chính xác luôn. Nữa thì bạn cũng không có thích cái việc rằng là người ta bó chân bạn hay tất cả mọi thứ bó chân bạn, và bạn muốn rằng là cái lợi ích của bạn, bạn phải nhìn thấy được cái lợi ích của bạn trên người khác, và phải nhìn thấy được cái việc là bạn làm cái gì nó đều có lợi ích cả. Bạn không muốn làm mọi thứ nó không công, bạn không muốn làm mọi thứ nó khơi nó ocean, bạn không thích cái kiểu đó, được chưa? Đó, rất là hay ha. Vậy thì cái con quỷ này khi nào nó sẽ trỗi dậy trong bạn? Khi nào thì con quỷ này nó sẽ trỗi dậy trong bạn? Đầu tiên là Temperance, thứ hai là lá Ace of Wands, thứ ba là lá Three of Pentacles, thứ tư là lá Eight of Pentacles, và cuối cùng là lá Six. Wow, lá Nine of Swords. Các bạn nhìn vô trong cái hình ảnh của cái lá Nine of Swords xuôi chiều này trước ha. Đây, một mặt thì đang an ủi bạn mình, nói là trời ơi đây nè, tao không có nỡ giết mày đâu. Nhưng mà tay còn lại thì sao bạn? Đang đâm sau lưng. Trời ơi, đang đến từ đằng sau. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhưng mà làm sao để có thể bộc lộ những cái này là, một á, khi mà người khác tổn thương bạn thì bạn sẵn sàng tổn thương lại họ. Khi người khác làm mất cái lợi ích của bản thân bạn thì bạn sẵn sàng chiến đấu vì lợi ích của bạn bằng bất kỳ mọi giá nào đó, thì bạn vẫn phải lấy lại được lợi ích của bạn. Đối với bạn, cái tính công bằng và tính công minh nó rất là quan trọng. Hay còn nói một cái kiểu của người Việt mình hay nói là ăn miếng trả miếng á, trả đũa người khác á. Tức là bạn muốn cái gì đó nó fair play. Mày làm như vậy được với tao thì tao cũng làm như vậy được với mày. Và bởi vì mày đã gọi là đối xử tệ với tao thì tao cũng chẳng cần phải đối xử tốt với mày để làm gì cả. Đó chính là cái mà bạn hướng đến. Wow. Còn cái lá bài này, cái lá bài này nó đang hướng đến cái gì nhờ? Cái thông điệp của nó là cái gì nhờ? Thông điệp của bạn ở lá Retitude này có nghĩa là ok, có thể đó là một cái sự tử tế, một cái nền tảng nào đó đang cần cái sự phát triển. Hoặc là
đối với bạn á, cái độ, cái an toàn là cái quan trọng nhất. Khi để cái cách để kiềm chế cái con quỷ bên trong bạn á, đó là bạn cần phải được an toàn, bạn cần phải được bảo bọc trong cái sự lợi ích của bản thân. Nói chung bạn không có thích bị xâm phạm vô lợi ích, đừng có đụng vô tiền bạc của bạn, bạn khó tánh lắm. Thật sự bạn không có thích bị đụng chạm vô lợi ích của bản thân mình. Thật ra Đi cũng hiểu cho bạn cái này đi nha. Nhưng mà đối với Đi thì ok, đôi khi thì không phải lúc nào mình ăn miếng trả miếng cũng là hay, không phải lúc nào ăn miếng trả miếng cũng là tốt. Nhưng mà Đi biết là đã nói là con quỷ, tức là những cái thế lực mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng mà hãy cố gắng khơi dậy những thiên thần hộ mệnh của bạn bên trong. Thì để một tập nào đó Đi sẽ ngồi trải cho các bạn một ván trải theo thiên thần hộ mệnh của bạn là ai nha. Ok, nên quay trở lại là tụi bạn số 1, con quỷ của bạn sẽ được khẳng định lại một lần nữa, đó chính là Frulas, con quỷ của sự chia rẽ cá nhân vì lợi ích của bản thân. Tụ bài số 1 kết thúc thôi. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2 với viên đá màu hồng phấn. Đi nghĩ rằng là các chị bạn gì hoặc những bạn bánh bèo thì rất là hay chọn những cái tụ bài màu hồng phấn như thế này. Ok, right. Rồi chúng ta để nó đây nha. Và hãy xem với Đi rằng là con quỷ của bạn là ai, là con quỷ nào ha. Con quỷ của bạn là một cái con quỷ đến từ truyền thuyết của người Inuit. Thì người Inuit là một cái tộc người sống ở phía Bắc. Tức là họ sống ở các cái vùng băng giá, họ thường sống vùng băng giá và họ gắn liền với biển cả nè, với đảo băng nè, với những cái tảng băng hàng thế kỷ dạng giống vậy đó. Ok, thì cái lá bài này nó thể hiện một cái là đôi khi bạn bị lạc quan một cách thái quá, và đôi khi cái sự lạc quan của bạn nó bị đánh sang cái việc là cái sự vô tâm và sự vô ưu vô lo một cách thái quá. Cái lá bài này nó mà dịch ra thì nghe mắc cười lắm nha, nó có nghĩa là giữ tinh thần lạc quan quá đỗi trong kể cả khi hoàn cảnh tệ nhất đang diễn ra. Cái con quỷ này á, ban đầu á, nó là một cái vị thần, tức là cái vị thần Togasuk này á, nó đến từ cái văn hóa người Inuit. Nhưng mà ở trong, nếu mà bạn nào nghiên cứu về quỷ học á, thì bạn sẽ biết rằng là đôi khi có những vị thần ở những nền tôn giáo khác, đó là đối với tôn giáo đó là những vị thần, nhưng mà ở một cái tôn giáo khác hơn nữa thì họ lại bị trở thành những con quỷ. Thì cái này nó là cái tôi của tôn giáo thôi, nên các bạn cần phải cởi mở ha. Thì trong cái quan điểm của người Inuit á, vị thần Togasuk hay là Togasak á, đó là một vị thần thể hiện là vị thần bầu trời. Cái hình ảnh của cái vị thần này á, là một con gấu rất là to đó, như trong đây bạn nhìn thấy là một con gấu rất là to, hoặc là một cái sinh vật với hình ảnh là nửa người và nửa hải cẩu đó. Nên cái lá bài này Đi nhận thấy là những bạn chọn tụ bài số 2, các bạn mở ra này thì Đi thấy là bạn là những người cũng khá là trong sáng đây, bạn cũng là những người khá là ngây ngô đây. Con quỷ của bạn chỉ là đôi khi nó hại đời người khác theo kiểu là không có cố tình thôi, chứ không phải là bạn cố ý hại người ta gì. Nhưng bây giờ để Đi sẽ lấy ra vì sao con quỷ của bạn lại là vị thần Togasuk này. Bạn có lá trước tụi mình, lá Wheel of Fortune, lá Two of Cups, lá Ace of Swords, lá Five of Cups. Ok, đầu tiên bạn không có thích, bạn bị một cái tính đó là bạn đi đánh giá người khác thì hay lắm nha. Nói chung bạn rất là hay đi bàn chuyện người ta, bạn thích ngồi lê đôi mắt đồ đó. Nói chung là bạn là những con người rỗi, đánh rỗi. Bạn rất là thích, bạn ham vui. Nói chung bạn rất là ham vui nha, bạn cực kỳ ham vui. Và bạn thích chạy theo những cái sự thay đổi của cuộc sống, bạn thích cái gì nó nhốn nháo, bạn thích cái gì đó nó màu sắc, cái gì đó nó mới mẻ đối với bạn, nó sẽ thu hút bạn được rất là nhiều. Bên cạnh đó, bạn là một người luôn luôn có giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, nhưng mà linh tinh thần lạc quan của bạn đôi khi đó, nó bị quá đổi. Thì kiểu là có thể là sếp đang giao cho bạn công việc deadline cuối tháng này, nhưng mà bạn vẫn sẵn sàng bỏ ngang công việc chỉ để đi Đà Lạt chẳng hạn. Đó, trời ơi hay lắm, bạn xuất sắc quá nè. Two of Cups, tiếp tục lá Ace of Swords và lá Five of Cups cho thấy được việc là bạn là một cái con người theo cái kiểu giống như là cái suy nghĩ của bạn, bạn muốn nó bạn muốn bạn trở thành một cái người suy nghĩ mạch lạc hơn và suy nghĩ nó phải cởi mở hơn. Bạn không muốn bạn cứ phải suy nghĩ về quá khứ, hoặc bạn không muốn bạn nặng lòng về bất cứ thứ gì cả. Bạn hướng đến cái sự thanh thản trong tâm hồn đồ đó. Ok, tiếp tục gì thì bạn sẽ bộc lộ cái con quỷ này của bạn khi nào bạn có lá lá này là lá Knight of Cups, lá History, lá Six of Wands, right, and No, lá Nine of Wands, lá Eight of Cups. Wow, lá Ace of Cups. Oh my god, chết rồi, tự nhiên bị rách cái lá này ở đây, buồn quá à mọi người. Bị rách rồi. Trời ơi, bây giờ kiếm lại một cái bộ bài này không có, nó buồn ghê. Và cuối cùng, oh my god, chết rồi, ở đây Đi đã lấy dư một lá. Chắc là đó là cái định mệnh của cuộc đời bạn, đó là lá 99 cấp. Wow. Ê, những cái bạn mà chọn tụ bài số 2 này á, không phải là lúc nào bạn gọi con quỷ này ra, mà là bạn là con quỷ này luôn luôn hiện diện trong bạn á, là mọi lúc mọi nơi luôn á. Đi cảm nhận, Đi cảm nhận rất nhiều, và chính bạn cũng cảm nhận được điều đó.
dù bạn có buồn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà bạn vẫn có thể giữ được tinh thần lạc quan nha, vẫn cười đùa được, vẫn đi chơi được, ai rủ đi chơi đi ăn gì là lon ton xách mình đi chơi liền thiệt á, đang buồn mà ai rủ đi ăn đi chơi và đi liền chứ không có từ chối đâu. Nói chung là vui, nói chung bạn là những cái người rất là hoạt bát, hòa nhã, hòa đồng, dễ thương, nhưng mà đôi khi cái sự dễ thương của bạn nó bị quá đà cho nên người ta sẽ cảm thấy hơi cảm phiền về cái sự dễ thương của bạn. Và đi muốn nhìn thấy một cái thông điệp cho con quỷ của bạn đó là cái gì, đó chính là Charmeleon, đó chính là tắc kè hoa với cái thông điệp là energy, tức là năng lượng. Ok, năng lượng ở đây là cái việc bạn cần phải kiểm soát cái năng lượng của bạn lại một cách tốt hơn. Đôi khi cái sự lạc quan là tốt, nhưng lạc quan quá người ta gọi là vô duyên, hoặc là lạc quan quá người ta gọi là bị điên á, bị hâm á. Ok, cho nên là hãy kiểm soát bản thân lại một cách tốt nhất nha. Những bạn chọn tụi bài số 2 kết thúc. Và ra tụi bài số 3 bắt đầu thôi, nhưng đã là biết màu xanh. Đây cũng là tụi bài mà đi chọn. Đi đang xem là con quỷ của đi là cái gì nha mọi người. Ok, những bạn chọn tụi bài số 3, con quỷ của bạn mang tên là Baratos. Nghe rất là pháp ha, Baratos. Đây là một con quỷ của cái việc lắng nghe thế giới xung quanh, tập trung vào thế giới bên ngoài, lắng nghe động vật tự nhiên, lắng nghe thế giới xung quanh, tức là một cái sự liên kết với thế giới xung quanh. Đôi khi chúng ta nhắc đến những con quỷ, các bạn chỉ nghĩ đến những cái mặt xấu, nhưng không. Ví dụ như các bạn chọn tụi bài số 2 hồi nãy á, cái con quỷ của bạn đó cũng chính là cái bản tính thường trực của bạn. Còn Baratos là nó đem đến cho bạn một cái lời nhắc nhở, và một cái định hướng là bạn nên lắng nghe thế giới xung quanh nhiều hơn. Baratos là một con quỷ đại diện cho là một cái bá tước và hầu tước vĩ đại của địa ngục, là một cái kẻ xuất hiện khi mặt trời trốn ở phía sau tròm sao của nhân mã. Và đây là một cái con quỷ rất giỏi trong các cái bộ môn khoa học. Còn có thể xem cái con quỷ này á như là một cái người nhìn rõ được quá khứ, hiện tại và tương lai, nên rất là có thể cái khả năng chia, gọi là cái khả năng mà thiên phú cho đi á, là cũng đến từ một phần đến từ cái sự bảo trợ của cái vị này. Đi phải nhấn mạnh lên nha, chứ không phải là bởi vì các bạn cứ nghe là con quỷ thì cái đó là những cái quỷ dữ, không hẳn nha mọi người nha. Bởi vì nãy đi có nói đó, nhiều khi ở một vị thần trong một tôn giáo này lại bị đem ra là một con quỷ trong một nền tôn giáo khác, đó là chuyện hết sức là bình thường. Ví dụ ở trong bộ bài này hoàn toàn có những con quỷ mang tên là Kahi, mà trong khi chúng ta đều biết Kahi là một cái nữ thần của nghiệp báo ở trong đạo Hindu giáo, đó là nữ thần, nhưng mà tự nhiên trong bộ bài nó lại thành con quỷ. Ví dụ như là thần Ba An là một trong những cái vị thần cũng rất là cổ xưa, lại bị đem ra thành một con quỷ. Ok, cho nên là mình cần phải cởi mở ra. Rồi, con quỷ của chúng ta là Baratos rồi, vậy thì tại sao nó lại là như vậy? Đi nhìn thấy đầu tiên có lá King of Pentacles nè, lá Emperor nè, lá Page of Pentacles nè, lá Ten of Wands nè, lá The Magician nè. Wow, ở đây á, tất cả 4-5 cái lá ở đây á, nó đều đưa ra cho đi một cái cảm nhận khá là sâu sắc. Có thể là bởi vì những cái bạn mà chọn tụi bài số 3 á, tại sao bạn lại có Baratos? Bởi vì đôi khi hiện tại bạn đang nhìn vào bên trong của bạn nhiều quá. Cái này thì đi xin cảm nhận đúng nha. Về phần của đi á, đôi khi hiện tại bạn đang nhìn vào bên trong của bạn nhiều quá, bạn đang sợ, bạn đang trốn tránh một cái gì đó đến từ bên ngoài. Ví dụ các mối quan hệ, tình yêu, những cái thử thách, bạn đang chưa thực sự cởi mở với những điều đó. Những sự thay đổi, bạn vẫn chưa thực sự cởi mở và sẵn sàng cho những điều đó. Cho nên cái bộ bài này, cái lá bài Baratos nó đem đến cho bạn một cái điều giống như là bạn đang bị khóa mình lại bên trong và bạn cần phải lắng nghe bên ngoài nhiều hơn. Đó chính là lý do tại sao lại xuất hiện ở đây. Tiếp, cái con quỷ này nó sẽ bộc lộ khi nào? Ý là khi nào thì con quỷ này nó sẽ gửi cái lời nhắc nhở đến cho bạn một cách rõ ràng nhất. Đầu tiên bạn có lá Chariot, tiếp theo bạn có lá Universe, tức là The World, lá Hermit, lá Seven of Wands và lá The Moon. Ok, những cái lá bài ở đây thì nó cũng khá là tốt thôi. Đi có thể dịch nôm na như thế này: cái con quỷ này một con quỷ thường trực bên trong bạn luôn, nhưng mà cái thường trực này là sau một cái biến cố nào đó mà bạn không thành trong một vấn đề gì đó, bạn bị thất vọng, hoặc là khi mà bạn đã nhìn rõ được một cái biến cố nào đó rồi, bỗng nhiên bạn bị biến cố đó nó áp lên cái bản thân của bạn, và rồi từ sau cái biến cố đó trở về sau, bạn trở thành một cái con người sống nội tâm nhiều hơn, bạn trở thành một con người không có nhu cầu chia sẻ với những thế giới bên ngoài, bạn cũng không có cái nhu cầu gọi là nói chuyện với gia đình, bạn cũng không có nhu cầu nói chuyện mở lòng, hay là bạn cũng không có nhu cầu yêu đương, bạn cũng không có nhu cầu này này kia nọ kia kia, bạn hoàn toàn không có những cái nhu cầu đó. Ok, cho nên á, đối với cái lá bài này thì đi đang có cảm nhận rất là sâu sắc. Những cái bạn mà chọn cái tụ bài số 3 là đã từng có một cái quá khứ rất là kinh hoàng trong một cái vấn đề gì đó, cho nên bạn mới có lá Baratos này, một cái sự cởi mở, mở lòng. Một cái thông điệp cho những bạn chọn tụ bài số 3 giống đi là gì? Ở đây bạn có lá
confidence, dạng giống như cái sự tự tin, cái nguồn năng lượng bên trong bạn á. Bạn cần phải, bạn phải tự tin vào bản thân bạn hơn, bạn cần phải can trường hơn. Đi xin dịch nó là sự can trường ha. Bạn cần phải can đảm, can trường hơn, nhìn vào, nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề. Bạn cần phải khiến cho những cái vấn đề xung quanh bạn nó nhẹ nhàng, nó dễ thở một chút xíu thì nó có vẻ là tốt hơn. Ok, nhớ nha, confidence. Tụi bài số 3 kết thúc. Ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến với tụi bài số 4 rồi. Hãy xem tụi bài số 4 với viên đá màu đỏ hỏn ở đây thì chúng ta sẽ có con quỷ nào cho bản thân những bạn chọn tụi bài số 4 nha. Đầu tiên thì đi có lấy ra một lá bài đây, đó là gì? Đó chính là Behemoth. Bạn nào mà có rất là yêu thích nghiên cứu về mấy cái huyền học tâm linh phương Tây thì Behemoth không phải là một cái tên quá xa lạ đối với những người bạn đó nữa. Behemoth là một trong những cái tên quỷ dữ được sử dụng trong kinh thánh rất là nhiều, ám chỉ một con quái vật gọi là không có trong sạch. Behemoth có nguồn gốc trong tiếng của Hebrew, có nghĩa là con thú hung dữ hay là con thú lớn. Behemoth là một trong những con thú được tạo dựng trong cái thuở hồng hoang, tức là khi trước khi con có con người xuất hiện, đó là một cái con quỷ dữ đến từ ngàn xưa đó. Thì Behemoth, cái lá bài này cho thấy được việc bạn nào mà có con quỷ này trong trong người bạn á, thì đó chính là những cái bạn rất là nóng tính, những cái bạn rất là cục tính, những cái bạn rất là thẳng thắn, và đôi khi bạn không kiểm soát được cái sự nóng tính và cục tính đó, đôi khi bạn hơi thô lỗ với mọi người. Ok, đôi khi bạn hơi thô lỗ với mọi người. Vậy thì vì sao lại như thế? Vì sao bạn lại có cái lá bài này? Chúng tôi lấy ra cho bạn 5 lá. Đi cảm nhận được á, sở dĩ bạn có được cái lá bài này là bởi vì như thế nào? Đầu tiên là có thể là sẽ đã có một số cái sự thay đổi nào đó trong trong bản thân bạn, trong cái quá trình lớn lên của bạn, để rồi bạn có những cái nhận định mới, rồi để rồi bạn sẽ có những cái cách nhìn mới trong cuộc sống. Ví dụ nha, những cái lá bài đây cho thấy được là vì sao cái lá bài của bạn lại là Behemoth. Cho thấy được cái là bởi vì bạn là một người nguyên tắc, và đôi khi bạn bị thái quá trong nhiều cái nguyên tắc của bạn, bạn không có thích bị phá vỡ những nguyên tắc đó. Nhưng mà cái những cái nguyên tắc của bạn á, đôi khi nó chỉ dành cho riêng bản thân bạn thôi, chứ không phải là dành cho mọi người. Nhưng mà nhiều khi người ta làm gì sai ý bạn, bạn cũng bị bắt chẹt người ta nhiều lắm. Nói chung này là do cái nết đó, do cái cách ăn nết ở đó, nói chung là cũng hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà thôi kệ đi. Cái cá tính gọi là cọc cằn thô lỗ này của bạn nó sẽ phát ra khi nào? Wow, khi mà bất kỳ ai đó chạm đến cái lòng tự tôn của bạn. Có thể là bạn hay bị xấu ăn xấu ngủ nữa. Đó, có thể bạn bị xấu ăn xấu ngủ. Những bạn nào chọn tụi bài số 4 có thể bạn bị như vậy nữa. Nói chung cái gì đó rất là riêng tư, khi mà bạn bị đụng tới một cái gì rất là riêng tư thì bạn sẽ thường rất là cáu gắt, và bạn thường không có kiểm soát được cái hành vi, không kiểm soát được lời nói, không kiểm soát được thái độ của bạn đối với người còn lại ở trong cái câu chuyện đó. Vậy thì chúng ta hãy lấy ra cho bạn một cái lá bài cho một cái thông điệp chung. À, cho những bạn nào chọn tụi bài số 4, thông điệp của bạn đó chính là sự thật. Thông điệp của bạn đó chính là sự thật. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái gì đó, dạng giống vậy. Bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ, đánh giá thật kỹ, nhìn rõ thật kỹ tất cả mọi thứ trước khi bạn hành động một cái gì đó. Bởi Behemoth bên cạnh cái việc rằng là nó nói về đó là một cái con quỷ của cái sự nóng giận, một con quỷ của cái sự hung tàn, thì nó vẫn cũng là một cái ý nghĩa niệm là hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái vấn đề gì đó. Wow, hay đấy. Và đi nhìn thấy được rằng là bạn bị theo kiểu bạn bị nương theo cảm xúc rất là nhiều. Bạn bị con quỷ của cảm xúc nắm chiếm lấy trái tim của bạn. Khi mà bạn bị một cái stress gì đó, hoặc là khi mà một ai đó làm sai ý của bạn, hoặc là khi một ai đó gây ra bạn một cái cảm giác nào đó không được hay ho cho lắm, thì bạn cũng gọi là la với người ta lắm nha. Bạn cũng khó khăn, khó chịu với người ta lắm, chứ không phải là dạng vừa đâu. Ok, tụi bài số 4 kết thúc thôi. Ok, cuối cùng thì ván trải của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ Đi trong khoảng thời gian qua. Và mọi người ơi, hãy nhớ bấm like, share và subscribe kênh channel của Đi nha, để bắt đầu đón chờ những cái video mới nữa sẽ sắp ra đây. Và nhớ theo dõi Đi trên những cái kênh truyền thông khác, ví dụ như là TikTok, Instagram hoặc là Facebook nữa. Bởi vì trên TikTok chẳng hạn thì Đi đăng bài rất là nhiều, cho nên mọi người hãy lên trên đó hóng bài của Đi đó. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự cùng người là tập tiếp theo. Bye bye.